Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trong thị trường bằng chính những giao dịch thực tiễn và sâu full tài khoản trong suốt thời gian dài của cả quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi chia sẻ và chứng minh bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Mọi nhà đầu tư có thể nhìn vào đây để mà thấy rõ được những giá trị mà bên trung tâm đào tạo Forex đang chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn là những nhà đầu tư, khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, hãy đi thật chậm lại, nhìn nhận cho thật rõ và để thấy rõ được mọi giá trị vấn đề vận dụng vào trong thị trường thực tế, để mà nhà đầu tư hiểu được rõ, nhìn nhận cho thật đúng và để làm sao thấy rõ được mọi giá trị trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện thầy dạy Forex ra ngoài chỉ nói suông và dùng mồm dùng mõm để chây. Xin lỗi, nhà đầu tư tất cả đều phải là cả một quá trình mà bản thân chính các bạn phải thấy rõ được. Người đứng ra chia sẻ trên thị trường giao dịch Forex này, họ phải giao dịch thực tế, họ phải sâu full tài khoản và họ phải chứng minh trong một thời gian dài. Không có chuyện mới tham gia vào thị trường giao dịch Forex này là có thể tạo được ra lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, chẳng có chuyện thị trường này là dễ hay là đơn giản. Chẳng có chuyện chưa học xong tiền đã về. Chẳng có chuyện đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong ra là có thể giao dịch, vận dụng và áp dụng vào trong thị trường thực tiễn ngay để mà tạo được ra giá trị lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những giá trị như vậy chỉ là những giá trị lừa đảo bịp bợm nhà đầu tư Forex mà thôi. Đây là điều mà bản thân các bạn là những nhà đầu tư nên nhìn vào trong thực tế để thấy rõ về giá trị này. Phương pháp giao dịch Forex không phải là giá trị ngồi đó bắn tín hiệu trên thị trường, phân tích về một xu hướng mà bản thân những kẻ bắn tín hiệu, những kẻ phân tích xu hướng, những kẻ ra ngoài mà chỉ nói mồm ở trên thị trường giao dịch Forex này, chỉ show bằng hình chụp, chỉ cho chúng ta những bánh vẽ về giá trị mà không cho chúng ta thấy rõ được cả một quá trình mà họ phải trải nghiệm, họ phải chứng minh, họ phải cho chúng ta đánh giá được cả một cái lộ trình họ đi như thế nào trên thị trường. Thì xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm ở thị trường Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang minh chứng bằng thực tế, mọi nhà đầu tư hãy nhìn nhận vào trong đó để mà thấy rõ về bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng không có sàn Forex nào, không có ID nào, không có thầy dạy Forex nào, không có giá trị phương pháp nào không có thể giúp được cho bản thân chính các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chỉ có một thứ giá trị duy nhất là bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy rõ được mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thầy dạy chính là người phải chứng minh về các giá trị đó, phải chia sẻ cho chúng ta thấy rõ được sự thành công của họ. Còn bản thân các bạn chính là người phải nhìn vào những giá trị mà họ chia sẻ, họ minh chứng vào trong thực tế để mà dần dần biến những giá trị đó vào trong thị trường của bản thân mình, để mà hiểu được rõ, để mà vận dụng được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tài khoản nhỏ còn chưa vận dụng được, tài khoản demo còn chưa áp dụng được thì xin lỗi nhà đầu tư, nạp lớn chỉ có tan ra bại sản ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Lợi nhuận có được bao nhiêu là ở năng lực, ở kỹ năng và ở sự trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân nhà đầu tư đó ở trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, minh chứng bằng thực tiễn cho nhà đầu tư thấy rõ về cả một quá trình này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Giao dịch Forex này mà thôi. Lợi nhuận có được bao nhiêu là ở năng lực, ở kỹ năng và sự trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân nhà đầu tư đó trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, minh chứng bằng thực tiễn cho nhà đầu tư thấy rõ về cả một quá trình này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.